xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và ngày hôm nay đã là ngày 12 tháng 12, là ngày mua sắm lớn nhất trong năm của tất cả các sàn thương mại điện tử. Và cũng là ngày cuối cùng của năm 2018, cái ngày mà gọi là Super Sale Day. Và hôm nay chúng ta hãy cùng lướt qua tất cả các sàn thương mại điện tử lớn của Việt Nam như là Lazada, Shopee hay là Sendor, để xem cái ngày hôm nay thì nên mua những cái gì rẻ và cái gì hot. Ok. Rồi đầu tiên là chúng ta hãy check con mail của các bên này một chút. Đầu tiên mình sẽ check mail của Lazada nhá. Như vậy ngày hôm nay chúng ta xem nào. Ngày cuối cùng. Rồi cô cuối cùng 12 tháng 12 sale động cuối năm xem nào. Ôi dồi ôi, như vậy là sẽ có miễn phí vận chuyển này. Rồi sẽ có một số cái mã giảm giá từ đối tác. Thử lúc nãy mình đã làm được hai đơn của Lazada đây rồi. Bây giờ mình sẽ xem của Shopee nhá. Rồi Shopee xem nào. Như vậy thì Shopee hôm nay sẽ diễn ra khá nhiều các chương trình ở phiên chợ chớp nhoáng này. Ngoài ra thì ở hôm nay thì ở trên Shopee cũng có siêu lắc xu với 3 khung giờ rồi, và rất nhiều các cái chương trình nữa. Cái này thì mình chỉ xem qua một chút thôi, thì mình sẽ vào hẳn các cái trang của Lazada, Shopee để xem. Đến ngay cả một cái trang thương mại khá là yếu ớt như là đây rồi, hôm nay thì cũng có rất nhiều các cái sự kiện lớn, như là có cái mã giảm giá đến 500k của H1 H1 1220 này, giảm từ 200k khi mua đơn 5 triệu, và là hoặc là cái mã H1 H1 1250 giảm đến 500k nhưng mà các bạn phải mua đơn 12 triệu cơ. Này nghĩ rằng cũng khá là khoai để ăn được cái mã này của đây rồi, của Vin. Đó chính là Tiki, cũng không thể nào không thể bỏ qua được Tiki. Tiki sẽ có flash sale theo khung giờ và có rất nhiều các deal về công nghệ. Đây có cả mã giảm từ mã giảm 512.000 cho đơn 22 triệu. Ui dồi ôi, khá là chát đấy. Ở đây có cả mã giảm 100k cho đơn hàng 700.000 đối với mặt hàng nhà cửa đời sống này. Ngoài ra thì có giảm 45% được các deal sách. Đây các bạn có thể nhập mã là FB1030 này, có thể giảm đến 10% cho đơn 200k, cho đơn 300k khi mua sách của trên Tiki. Đây này, có cả mã FA1212 giảm 50k cho đơn 500k từ mặt hàng thời trang. Có qua mail một số bên nhưng mà đối với Sendor thì mình lại không thấy có mail nào cả. Tí nữa chúng ta sẽ qua trực tiếp sendor.vn để xem nhá. Mình thấy hôm nay có chương trình free ship trên Sendor cũng khá là thú vị nữa. Rồi và như thường lệ thì cũng sẽ lướt qua một số các cái nhóm săn hàng giá rẻ như là nhóm review Lazada ở đây. Thì mình xem là hôm nay cái ngày 12 tháng 12 này thì anh em trao đổi những gì ngày nay. Nói chung là ngày hôm nay thì tất cả các sàn đều có những chương trình khuyến mại. Nói chung là thật sự như cả mình bảo bây giờ mình rất là băn khoăn là mua ở trên Shopee hay là trên Lazada hay là Sendor. Tại vì ba ông này đang có những cái chương trình nó cũng na ná rất giống nhau luôn. Rồi xem nào. Ở Lazada thì hiện nay đang có chương trình chém giá nữa. Lazada có chương trình chém giá, còn Shopee thì có chương trình siêu lắc xu. Nói chung là mỗi bên sẽ đều có một cách chơi những cái chương trình game show rất là khác nhau. Nhưng mà mình thấy rằng ở Shopee thì có vẻ nhiều game show hơn. Họ cũng rất là mạnh tay, chi rất là nhiều tiền mời các KOL về quảng cáo. Như vậy Lazada thì các bạn có thể vào để lấy mã ở đây. Có mã giảm 30k cho đơn 300 và mã đến giảm đến 150k cho đơn 1,5 triệu. Nhưng mà cái mã này như hết rồi. Rồi và cũng có miễn phí vận chuyển cho một số các cái đơn hàng ở trong Lazada này. Cái này thì là không áp dụng cho tỉnh thành nào cả, mà một số mặt hàng chạy sale sẽ có cái chương trình là hỗ trợ miễn phí vận chuyển. Các bạn có thể mua ở trong này như là mic điện thoại, tai nghe, một số cái mặt hàng. Như vậy thì ở Sendor thì cũng sẽ có là free ship không giới hạn ngày hôm nay, chỉ duy nhất ngày hôm nay 12 tháng 12. Rồi, đây là cái chương trình của Aday rồi. Nói chung là rất nhiều thông tin về khuyến mại ngày này. Khuyến mại của Sendor Lazada chơi kiểu gì vậy? Cái này chắc là bạn ấy thắc mắc về vấn đề về chém giá trên Lazada. Siêu lắc xu. Lazada có free ship ngày hôm nay nha. Rồi. Thư viện voucher, thợ săn voucher. Ở Shopee thì có một giống các cái chương trình từ đợt sale mùng 9 tháng 9 hay là 11 tháng 11. Thì đợt này thì Shopee sẽ có những cái chương trình mà họ có chốt theo số đơn, tức là khoán được bao nhiêu đơn thì sẽ mở những cái mã giảm giá, có mã giảm giá lên tận 30%. Nhưng mà chắc cái thời điểm đó nó phải rơi khoảng 11 giờ đêm. Rồi, chúng ta xem tiếp xem nào.
À ngoài ra thì Lazada vẫn có cái chương trình như là giới thiệu bạn bè thì các bạn có thể nhận được các cái voucher đến 60.000 đồng nhá. Rồi cái này thì mình những cái này mình đã chia sẻ trong một số video clip của mình rồi. Các bạn có thể xem lại trong cái channel. Hầu hết là các chương trình của Lazada đều có trên cái channel của mình rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái fanpage chính thức của Lazada. Fanpage có 27 triệu lượt like ở đây. Chúng ta hãy điểm qua một chút thông tin ở trên Lazada ngày hôm nay nha. Như vậy thì hôm nay sẽ có free ship toàn quốc cho tất cả các đơn hàng tại Lazmall. Free ship toàn quốc cho đơn hàng ngoài Lazmall với giá là 399.000 đồng. Free ship toàn quốc cho một số các mặt hàng. Và đây có cả chương trình free ship cho khách hàng chưa từng đặt mua ở Lazada, áp dụng hóa đơn đầu tiên khá là nhiều. Và cái chương trình này áp dụng đã từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 12 và hôm nay cũng là ngày cuối cùng của chương trình rồi. Và ngoài ra thì có một số các cái mã giảm giá dành cho các bạn khi sử dụng thanh toán bằng các đối tác của Lazada như là Citibank. Đây, mã giảm đến 15%, các bạn có thẻ của Citibank, các bạn có thể sử dụng cái ưu đãi này từ Lazada. Ngoài ra thì ở Lazada cũng đang có một số các chương trình mini game như là chúng là Hot No ở đây này. Các bạn có thể tham dự ở trên cái fanpage của Lazada nhé. Rồi, tiếp theo là cũng sẽ có mời một số các nhân vật nổi tiếng như là ở đây là có cả livestream cùng Lưu Hương Giang, vợ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đến. Chúng ta sẽ có cơ hội nhận được các cái phần quà. Cái này thì các bạn hãy theo dõi trên cái fanpage chính thức của Lazada. Rồi, và ngày hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng và ngày lớn nhất của sự kiện. Nhưng mà mình cũng chưa thấy có cái gì cả. Và tiếp theo sẽ đến một ông lớn nữa, đó chính là Shopee. Và có thể thời điểm năm nay thì Shopee chi rất là nhiều tiền để cho những cái event lớn như này. Đây, mời có cả một số các cái star đến từ Hàn Quốc nữa. Và hôm nay thì mình cũng không rõ lắm tại sao là Shopee thấy ghi là sinh nhật 9 tháng 9 rồi, chứ ngày tháng 11 lại sinh nhật tiếp. Thì thấy các bạn bên Shopee có bảo là cứ ngày nào mua sắm lớn nhất quanh năm thì đều là ngày sinh nhật của Shopee. Nên cái đợt này thì các bạn vẫn lấy cái logo, cái slogan là sinh nhật siêu mua sắm. Ngoài ra thì ngày hôm nay có rất nhiều các chương trình lớn trên Shopee như ở đây. Đó, sinh nhật 12 tháng 12 hành tráng. Rồi, miễn phí vận chuyển từ 0 đồng cho với các cũng cho một đơn vị vận chuyển mới trên Shopee. Tức là trên Shopee đang ngoài các cái đơn hàng các cái đơn vị vận chuyển như là GHN giao hàng nhanh, GHTK là giao hàng tiết kiệm, Viettel Post thì xuất hiện thêm một đơn vị giao hàng nữa là GNT. Thì sẽ có cơ hội là các bạn khi mà mua hàng chọn các hình thức giao hàng là đơn vị giao hàng GNT thì mình sẽ có cơ hội được miễn phí vận chuyển nhá. Nên là hãy chú ý khi mà mình chọn cái đơn vị hình thức vận chuyển thì có thể chọn về cái đơn vị giao hàng mới là GNT. Rồi, và ngày hôm nay thì Shopee có thêm một cái ưu đãi nữa là tặng cho tất cả. Và ngày hôm nay thì Shopee tặng cho tất cả khách hàng thêm 6 cái mã vận chuyển ở ngày hôm nay cho đơn hàng từ 99k. Wow, quá hay. Rồi, và ngoài ra thì có cả là miễn phí vận chuyển lên đến 70k đối với tất cả các sản phẩm luôn. Rồi, nói chung rất nhiều các chương trình. Ngoài ra thì cũng có những cái chương trình đồng hành livestream trên fanpage chính thức của Shopee. Ngoài ra thì ngày hôm nay trên Shopee cũng có rất nhiều các chương trình như là đấu trường Shopee. Các bạn có thể vào và mình chơi, mình có thể có cơ hội nhận được các cái xu này. Từ xu mình có thể quy đổi ra được trừ trực tiếp vào cái giá trị mua hàng. Rồi, ngoài ra thì cũng có là một chương trình nữa là siêu lắc xu với 3 khung giờ. Bây giờ thì chắc là thời điểm cuối này chỉ đến 17 giờ là chúng ta sẽ có một cái thời điểm siêu lắc xu nữa. Lên tới gần tỷ đồng cơ mà, khá nhiều. Rồi, siêu phẩm 12 tháng 12 sinh nhật đây. Xem nào, có một số các mặt hàng về, nói chung là về thời trang. Đây, đây là một số các cái mốc chương trình của Shopee ngày hôm nay. Ví dụ như là đối với khoảng là 500 sản phẩm bán ra thì sẽ được mở cái voucher miễn phí vận chuyển. Và cái nếu bán được khoảng là 18.000 đơn hàng thì sẽ có voucher là 25%. Và cái cột mốc cuối cùng của Shopee ngày hôm nay là khi bán được cột mốc cuối cùng là 1.900 sản phẩm thì sẽ có cái voucher là 30%. Khá là thú vị ở cái thời điểm này. Theo cái kinh nghiệm và cái dự đoán của mình thì các bạn này, cái thời điểm mà bán được 1.900 này chỉ chắc nó phải rơi khoảng 10 rưỡi 11 giờ đêm. Các bạn hãy căn cái thời điểm đó là mình có thể sử dụng được cái voucher 30% của Shopee nhá.
đó là theo kinh nghiệm của mình thôi. Rồi, và ngày hôm qua thì cũng theo cái chương trình của đồng hành đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 thì Shopee cũng có mở một số các cái mã hoàn xu lên đến 15%. Cái này là chương trình của ngày hôm qua rồi. Đây, các bạn có thể nhập cái mã này để hoàn xu, nhưng mà cái thời điểm này chắc là không dùng được nữa rồi. Rồi ok, và ngày hôm nay thì cũng sẽ có ba cái nhân vật rất là đình đám trên mạng, đó là Huỳnh Lập, Chris Devin và Fuka sẽ tham dự các cái đấu trường của Shopee. Các bạn hãy nhớ các cái thời điểm này nhá, là 12 giờ qua rồi, 18 giờ và 21 giờ mình có thể truy cập vào app Shopee để chơi đấu trường Shopee, có cơ hội nhận được rất nhiều xu nhá. Thật mà mình cũng đã mua rất nhiều trên các sản phẩm, đó chính là sen đỏ, và sen đỏ cũng vẻ như là khá là trầm lặng, nhưng mà chúng ta hãy xem ngày hôm nay ngày 12 tháng 12 thì ở trên sen đỏ có gì nhá. Sẽ có là siêu flash sale 1k ở trong các khung giờ là từ 0 giờ, 9 giờ, 11 giờ, 13 giờ, tức là 2 tiếng sẽ có một cái super sale 1k, đồng giá 1k, các bạn vào các bạn có thể săn được. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ có cơ hội là đi đây nạp tiền điện thoại bằng cái này, mình cũng không tham dự chương trình này. Đây, flash sale 1k công phá ngày 12. Wow, tất cả các cái mặt hàng này thì sẽ có cơ hội là 1k, mình hãy thử xem cái chương trình này xem nào. Tai nghe Bluetooth 1k. Áo thun 1k. Bra 3 giây 1k. Đèn dây chớp 1k. Ủa, bán chải 1k. Cái bán chải này mình thấy ở hàng một giá như bán 10.000 một cái. 1k nha. Cáp Android bọc dù 1k. Cáp Lightning. Ôi, nhiều mặt hàng vớ vẩn quá. Rồi tiếp theo là cũng sẽ có là mini game chọn giá đúng và giá trị lên tới là 1 tỷ đồng. Wow, cái chương trình này như mình chưa chơi thì sao, không có thông tin về chương trình này. Rồi tiếp theo là Xiaomi sale đây ngày hôm nay, rồi ôi sẽ giảm đến 50%. Và ngoài ra thì trong tuần lễ 12 tháng 12 này thì Sendor có cái chương trình là free ship không giới hạn. Rồi và bây giờ mình sẽ qua lazada.vn để xem trực tiếp chương trình ngày hôm nay ngày 12 tháng 12 sẽ có những chương trình gì nhá, siêu sale cuối năm. Rồi sẽ có là 9 giờ sẽ có voucher chớp nháng, và ngoài ra thì 12 giờ vẫn có game sweat and sex, tức là mình chỉ cần vào mình lắc điện thoại là mình có thể nhận giật được các cái mã giảm giá từ Lazada. Rồi cái thời điểm bây giờ thì nó đang ở mốc 15 giờ khá nhiều. Ngoài ra thì cũng có một chương trình nữa mình đã nhắc đến đầu clip, đó là chương trình chém giá kết nối tình bạn. Kết nối gì, tàn nhờ chém hộ thôi. Rồi Asus Pro Advanced với giá, ui sao rẻ thế, có 399.000 k này. Đây là một số các cái mặt hàng mà sẽ ở trong danh mục chém giá nhé. Khi các bạn chưa chém giá thì có cơ hội mua những chiếc laptop như này với giá rất là rẻ. Ví dụ như là Asus Pro Advanced này với giá chỉ là 400.000 đồng thôi. Hay là laptop Lovio 9470 này với giá chỉ là khoảng 4 triệu đồng. Wow, khá rẻ. Ngoài ra thì có 3 cách để mình có thể lấy được các mã giảm giá. Đầu tiên là mình sẽ vào cái phần mã giảm giá mình lấy này, hoặc là mình vào cái gian hàng của shop mình lấy này. Tức là ở Lazada cho những cái mã chung này, nhưng mà các shop thì họ đều có những cái mã giảm giá riêng. Rồi và ngoài ra thì mình có một cơ hội nhận được mã giảm giá nữa khi là tham dự game Sweat and Sex trên Lazada. Và chúng ta sẽ thể quay trở lại, đó chính là voucher chớp nhoáng. Tức là có những thời điểm thì Lazada sẽ tung ra những cái voucher 15-20% giống như là các cái chương trình năm ngoái. Cái này thì mình cũng đã nói ở những clip cũ rồi. Cái này thì cũng phải là canh thời điểm anh em bắt đầu chia sẻ thì bắt đầu áp mã cái đấy. Ngoài ra để tri ân cho khách hàng ngày hôm nay thì cũng có những cái phần quà mà Lazada gửi đến khi các bạn mua một số các sản phẩm này. Thì mua các sản phẩm này thì sẽ cơ hội nhận được các cái phần quà. Ngoài ra thì một phần nữa là chính là flash sale. Đây có rất nhiều các cái mặt hàng mình mua được cơ hội là giá có rẻ hay không thì các bạn phải đi đo kiểm. Và ngày hôm nay thì cũng hết sức đặc biệt nữa, đó chính là về phần miễn phí vận chuyển không đồng. Ở cái mục này thì các bạn có thể mua được tất cả các sản phẩm này hoàn toàn miễn phí vận chuyển, dù các bạn đâu không hề mất phí nha. Là một số mặt hàng sẽ được miễn phí vận chuyển trong ngày hôm nay. Và ngoài ra thì cũng có một số các cái mặt hàng dưới 120k chúng ta vẫn được miễn phí vận chuyển ở dưới này, rất là nhiều luôn. Đây còn có một số các mặt hàng giảm từ 50% nữa này. Wow, khá nhiều thứ luôn. Còn cách để lấy mã giảm giá thì hết sức đơn giản thôi. Các bạn hãy vào cho mình ở trang chủ này. Đây, ví dụ đây trang chủ nhá.
giảm giá thì các bạn hãy kích vào ở trên cái banner này. Ví dụ trên này có một cái banner mua ngay này, các bạn hãy kích vào đấy. Rồi mình sẽ vào được cái mục gần là last moon này, thì các bạn hãy vào mục mã giảm giá này. Rồi ở đây thì sẽ có, đây là hiện tại đang có hai cái mã giảm giá như là 30k cho đơn hàng là 300k với cả cái mã giảm 150k cho đơn 1,5 triệu thì đã hết rồi, mình không thể ghét được. Nhưng mà mình có thể lấy được các cái mã giảm giá từ các cái shop khác, ví dụ đây này, một số như là Fcode để mình có thể ấn là cho vào ví này. Đấy là mình đã ghét được cái voucher. Và khi các bạn mua sản phẩm thì nó sẽ tự động nó chế trừ đi. Ví dụ khi các bạn mua một đơn hàng khoảng 499k thì khi các bạn đã sưu tập cái mã này thì nó sẽ tự động trừ đi 150k. Khá là hay, là một tiện ích mới của Lazada. Cái này cũng giống như cái tiện ích của Shopee thôi mà. Và chia tay với Lazada, chúng ta sẽ đến với Shopee. Ôi trời ơi, Shopee thì còn ngút ngàn cái chương trình nữa hơn. Rồi, ví dụ ở đây sẽ có chương trình miễn phí vận chuyển không đồng cho với cái đơn hàng vận chuyển bằng nhà vận chuyển là GNT ở đây. Cái đống này tất cả được miễn phí vận chuyển hết. Các bạn vào các bạn có thể xúc hết được đống này về cho mình. Toàn là quần áo, giày dép, điện thoại, phụ kiện này, nói chung nhiều thứ linh tinh lắm. Và đặc biệt ngày hôm nay thì là ngày sinh nhật, cũng là sinh nhật của Shopee thì sẽ có rất nhiều cái chương trình nữa đây. Đấu trường Shopee này, cái này mình đã điểm qua rồi. Và sẽ được tặng thêm 6 mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng 99k. Ở đây thì cũng sẽ có một số các cái về bộ đếm về đơn hàng này. Hiện tại bây giờ đang bán được 1.542.000 đơn rồi. Mình sẽ cho nhỏ lại cho bạn xem. Như vậy cột mốc này thì sẽ chúng ta sẽ mở ra được cái kho xu là 199. Bây giờ thời điểm là qua lắc xu rồi. Như vậy nếu như dự đoán của mình đúng thì cái thời điểm mà mã 3% này sẽ rời khoảng 11 giờ đêm nhá. Ở đây thì sẽ có rất nhiều các cái mã giảm giá cho các ngành hàng. Đây sẽ có một số các mã giảm giá dành cho các ngành hàng này. Đây ví dụ máy khóa online 12 Euro này, cho mã giảm đến 20% cho các ngành hàng chăm sóc và nhà cửa này. Đó, mã dưới này nhỉ, 12 này, rất nhiều luôn các bạn. Đó, túi ví này, giày dép nữ này, đồng hồ này, thời trang nam này, giày dép nam này, ủa nhiều lắm. Mặt hàng nào cũng có, các bạn hãy vào đây các bạn chọn ở cái mã nào phù hợp với cái mặt hàng mình mua nhá. Rồi, ở đây thì có một số mã giảm giá khác nữa từ một số shop ở trên shop môn của Shopee. Đây, rất nhiều luôn. Và ngoài ra thì sẽ có những cái mã giảm giá dành cho đối tác vận chuyển của GN. Viettel Post cũng có mã giảm giá luôn này. GNT này. Wow. Ngoài ra khi các bạn thanh toán bằng ví điện tử ePay thì mình sẽ có cơ hội giảm đến 100k cái tiền khuyến mại nữa. Khá nhiều. Ngày hôm nay thì sẽ có là chỉ có siêu lắc xu chỉ có 2 đợt thôi, còn từ thời điểm 18 giờ đến 21 giờ thì sẽ là đấu trường của Shopee. Đây này có cái mã giảm đến 30k cho đơn hàng bất kỳ này, các bạn có thể sử dụng mã này nhá. Đó là 12LSS30 cho tất cả các đơn bất kỳ. Wow, khá là ngon. Và đơn vị cuối cùng mình ghé thăm ngày hôm nay đó chính là Sendor của FPT. Thì ở Sendor thì sẽ có free ship miễn phí hoàn toàn luôn. Các bạn có thể mua được rất nhiều cái đơn hàng với giá chỉ 21.000 nhưng mà hoàn toàn được miễn phí vận chuyển. Và nếu có dịp may mắn thì mình có thể săn được các cái voucher của Sendor có thể áp được. Ví dụ ở đây mình đã mua thử cái chiếc túi đeo chéo Gando Messenger này. Thì mình vừa kiểm tra thì hoàn toàn là cái chiếc túi này được miễn phí vận chuyển hoàn toàn. Khá là ngon luôn các bạn ạ. Để về chương trình này thì Sendor sẽ hỗ trợ cho tất cả các đơn hàng là mức phí vận chuyển là 50k. Nếu ví dụ các bạn mua một cái sản phẩm free ship là khoảng 30.000 thì hoàn toàn khi các bạn mua sản phẩm đó sẽ được free ship hoàn toàn. Nhưng nếu các bạn mua một cái sản phẩm free ship nó khoảng là 55.000 thì các bạn sẽ mua cái phí là giá cái sản phẩm đó cộng thêm 5.000 tiền chênh lệch thôi. Nhưng mà nói chung là mình theo dõi Sendor khá lâu thì hôm nay cũng lại là cái chương trình đầu tiên của Sendor có free ship đến 50k cho tất cả các đơn hàng như vậy. Thật sự đây là một cái chương trình mà Sendor đang kích cầu mua sắm khá là tốt. Và mình cũng đã nhanh tay đặt được một số món rồi. Tranh thử vừa vào làm chục đơn nữa. Free ship mà. Các bạn mua cái gì cũng được. Miễn là nếu mà cái này rất là lợi cho anh em là mua những món hàng giá rẻ như là 10k, 15k, free ship khá là ngon. Cái này chúng ta cũng chẳng cần mã giảm giá làm gì cả. Tại vì giá trị cái đơn hàng nó đã quá rẻ rồi. Rất hay. Ngoài ra thì mình xem ở Sendor sẽ có những cái chương trình gì nữa nhá.
Thật sự là khá là bất ngờ với cái chương trình của Sendor. Free ship rất là ngon lành luôn. Mình đặt đến chục đơn. Chắc là tuần sau phải tha hồ mà đi nhận hàng. Rồi ngoài ra có cả chương trình đồng giá 1k nữa. Khá là hay. Siêu flash sale. Wow, siêu giải thưởng chọn giá đúng. Còn rất là nhiều thứ nữa. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta đã vừa điểm qua một chút tất cả các sàn thương mại điện tử như là Lazada, Shopee, Sendor ở ngày siêu mua sắm 12 tháng 12. Nói chung là ở tất cả các sàn đều có những chương trình ưu đãi riêng. Mình thấy rằng khá là hay đối với đây là một cái cơ hội rất là tốt cho những người mua hàng có thể sắm được những món hàng cuối năm chuẩn bị cho đợt Tết sắp tới. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip và nếu thấy video hay và nghĩa các bạn nhớ like, sắp lại ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.